Với một cái tiêu chuẩn bảo vệ kháng bụi kháng nước IP55 thì nó sẽ được thể hiện qua những cái chi tiết, chẳng hạn như cái phần phớt trước này các bạn, ngay tại cái phần nắp trước và sau của motor điện và cái phần bốc điện, thì mình sẽ cho các bạn thấy được là Hyosung họ đã làm cho nó bảo vệ tốt hơn ở bên trong như thế nào các bạn. Và đồng thời trong video ngày hôm nay mình sẽ đấu điện khởi động cho các bạn xem. Đây là cái phần nắp của cái bốc điện, thì các bạn thấy là Hyosung họ sẽ phủ lên một cái lớp keo và đồng thời nó có một cái gioăng rất là đẹp và đồng thời là chắc chắn này các bạn. Đây. Cái vị trí mà gắn cái gioăng ở đây á, một cái gioăng rất là khít, và khi nó đặt lên đây các bạn, với cái sức ép của cái phần bu lon xuống nữa và nó sẽ chặt và nước nó sẽ khó vào được bên trong các bạn ha. Ở bên trong cái bốc điện thì các bạn thấy sẽ có thêm một cái sổ hướng dẫn như thế này. Lớp vỏ bảo vệ luôn luôn dày đến từ nhà sản xuất Hyosung. Mình rất thích những cái điều này, tại vì mình thấy cái sản phẩm mà có một cái lớp vỏ nó dày như thế này các bạn, nó sẽ bảo vệ tốt hơn cho cái linh kiện ở bên trong của một cái sản phẩm. Và con này nó đang chạy điện là 3 pha 380/660 các bạn ha. Bây giờ mình sẽ cấp cho nó một cái nguồn vào. Với cái con công suất 7.5kW của chúng ta thì các bạn thấy nó sẽ có hai cái ngõ dây điện vào này các bạn. Và các bạn thấy là với cái lỗ này nó đường kính của nó cũng khá là to. Với cái công suất 7.5 của chúng ta thì con này nó cho là 18.2A vào tải các bạn ha. Thì cái tiết diện dây của nó, cái lỗ này nó sẽ vừa với cái tiết diện dây của nó vào các bạn. Kiểu dáng của con motor điện ở đây là motor điện chân đế các bạn. Cái phần bốc điện nó nằm ở trên rất là đẹp, và khi mà đã đậy lại các bạn thấy nó tạo ra một cái kiểu dáng cái bốc điện hình vuông như thế này. Thường mình hay lộn cái là mình hay lắp như thế này các bạn, nó bị nghịch lại. Nó giống cái mái nhà, tuy nhiên là lắp đúng của Hyosung là nó như thế này. Đó, nó sẽ tạo ra một cái khối hình vuông. Thường thì các bạn thấy là khi motor điện hoạt động bình thường, khi mà ngắt điện cái lực quán tính của nó vẫn còn thì motor điện của chúng ta nó vẫn sẽ xoay. Tuy nhiên thì trong một vài trường hợp ứng dụng thì nhu cầu của mọi người là sẽ có thêm cái phanh từ để hoạt động. Bên đây kính mắt mình có lắp đặt những cái dạng phanh từ vào trong motor như thế này. Khi chúng ta ngắt điện thì nó sẽ ngắt luôn cái lực quán tính của motor điện. Với cái phần trục của motor điện Hyosung thì nó được quay rất nhẹ nhàng. Mượt không các bạn? Đó, nhẹ nhàng thôi. Thì Hyosung họ sử dụng vòng bi FAG hoặc là KBC của Hàn Quốc, và ngoài ra có thể là NSK. Đó là ba trong những cái thương hiệu vòng bi có tên tuổi ở thị trường. Mình sẽ dán vào đây cho các bạn xem ha. Tốc độ của con motor điện 7.5kg này là 1420 vòng trên 1 phút các bạn ha. Và đây là dạng motor điện 4 cực. Thì ngoài ra cái số cực mà nó càng cao lên đó các bạn, thì các bạn sẽ thấy được là tốc độ của nó sẽ càng chậm xuống các bạn ha. Thì với hai cực thì nó rơi vào khoảng 2900, 4 cực thì là 1400 trở lên, và nếu như là 6 cực thì nó sẽ thấp hơn nữa, 8 cực, 10 cực và thậm chí là 12 cực. Thì đó là những cái thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn về motor điện Hyosung với công suất là 7.5kg. Con mình đang khởi động cho các bạn xem đó chính là con chân đế, và cái con mà nằm bên đây là con mặt bích, được quy ước khác mã nha các bạn. Với mã chân đế nó sẽ là TEFC và mã mặt bích là TEF. Đây là motor điện Hyosung đến từ nhà sản xuất Hyosung thuộc tập đoàn Hyosung Hàn Quốc.